Dâu tầm là giống được trồng chủ yếu ở vùng khí hậu mát mẻ, cho nên nhiều khách hàng nhắn tin họ Hoàng Long Garden giống nào phù hợp trồng ở khí hậu miền Nam. Vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người 4 giống dâu tầm trồng chậu và cho trái tốt nhất hiện nay. Đầu tiên là dâu tầm trái dài, hay còn được gọi là dâu tầm Đài Loan, cây cao cỡ 80 cm là có thể cho trái. Và bên cạnh em đây là cây được vườn dưỡng trong chậu, hiện đang cho trái ổn định. Giống này dễ đậu trái, trái dài lên tới 20 cm, vị ngọt gấp 3 lần dâu tầm thường, đặc biệt trái chưa chín vẫn rất ngọt. Bản lá rất to, có thể to hơn cả một bàn tay. Tiếp theo là dâu tầm khổng lồ. Đây là giống mới, dạng cây ghép, cao cỡ 50 cm là đã cho trái. Giống này dễ đậu trái, vị ngọt, kích thước trái to gấp 3 lần dâu tầm thường. Bản lá to nhưng không to bằng dâu tầm trái dài. Và đây là giống dâu tầm cao sạn, cây cao cỡ 30 cm là đã cho trái. Giống này rất dễ cho trái, trái ra liên tục quanh năm với số lượng nhiều. Khi trái chưa chín, vị chua, khi trái chuyển đen, vị ngọt dần. Bản lá của dâu tầm cao sản nhỏ hơn bản lá của dâu tầm khổng lồ và dâu tầm trái dài. Cuối cùng là dâu tầm kiển, cây cao cỡ 20 cm đã cho trái, trái ra nhiều và nhỏ, lá cũng nhỏ. Hiện giống dâu tầm này thì shop không còn cung cấp nữa. Để tránh mua nhầm giống, mọi người nên lựa chọn nơi có kinh nghiệm và uy tín để không mất thời gian về tiền bạc. Vậy là mình đã giới thiệu xong 4 loại dâu tầm trồng chậu tốt nhất hiện nay. Nếu mọi người có nhu cầu thì hãy nhắn tin ngay cho Hoàng Long Garden nhé.